đổi mới sáng tạo Vingroup VinIF thành lập năm 2018, hướng đến thay đổi tư duy và văn hóa nghiên cứu khoa học, kiến tạo bệ phóng cho đội ngũ trí thức trẻ, phát triển và xây dựng mạng lưới các nhà khoa học tại các trường, viện trên cả nước. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là để hỗ trợ cho các bạn trẻ yêu khoa học. Nhưng mục tiêu thứ hai mà theo tôi là quan trọng hơn là chúng tôi muốn khẳng định việc học và nghiên cứu sau đại học là một giai đoạn rất cấp thiết, đó là một nghề nghiệp và cần được làm với toàn vẹn thời gian và sức lực. Năm 2019, VinIF triển khai chương trình học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước với mục tiêu hỗ trợ tài chính cho học viên cao học và nghiên cứu sinh xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y dược, kinh tế, giáo dục. Cái sứ mạng của các trường đại học hiện nay không phải chỉ có giảng dạy và nghiên cứu thuần túy, bản thân phải mang lại những cái giải pháp, những công nghệ sáng tạo để đóng góp cho cuộc sống. Để chọn ra các ứng viên xuất sắc nhất, quỹ đã nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng Khoa học trong nước và quốc tế với các suất học bổng từ 120 triệu đến 150 triệu đồng mỗi năm. Các nhà khoa học trẻ đã được hỗ trợ để tập trung nghiên cứu và có được những kết quả ấn tượng. Nhờ cái học bổng này, tôi đã có thể đầu tư cho nghiên cứu của mình để đưa ra rất là nhiều sản phẩm nghiên cứu. Ví dụ như là những cái bài báo công bố trong nước và quốc tế, những cái sản phẩm như là cái công cụ đánh giá bàn chân đái tháo đường mà người ta có thể truy cập trực tiếp trên web và trên app được. Với mong muốn hỗ trợ các tiến sĩ trong nước, năm 2021, Quỹ VinIF là đơn vị tư nhân đầu tiên triển khai chương trình học bổng sau tiến sĩ với mức hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian từ 1 đến 2 năm. Ngay trong năm đầu tiên triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng khoa học công nghệ Việt Nam và quốc tế. Với 3 vòng đánh giá nghiêm túc của Hội đồng Khoa học, Quỹ VinIF đã xét chọn và tài trợ 30 học bổng sau tiến sĩ với tổng giá trị 11 tỷ đồng. Với mình thì đây thực sự là một cái cơ hội tốt để kết nối các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước để tạo nên một môi trường khoa học công nghệ tại Việt Nam chất lượng và uy tín. Nhận thấy nhu cầu thực tiễn của các nhà khoa học trẻ được cống hiến và thực hiện những ước mơ nâng tầm nền khoa học nước nhà, Quỹ VinIF đã quyết định dành thêm nguồn lực cho chương trình này. Từ năm 2022 là 60 học bổng với tổng giá trị tài trợ gần 22 tỷ đồng. Sau 4 năm triển khai, VinIF đã tài trợ hơn 1.000 suất học bổng sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước một cách bài bản, hệ thống và bền vững, với trên 700 bài báo được công bố trên tạp chí, hội nghị uy tín trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm giải thưởng nghiên cứu khoa học. Bên cạnh các chương trình học bổng, năm 2020, Quỹ VinIF đã triển khai chương trình tài trợ và hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu giữa VinIF và các viện nghiên cứu, trường đại học đầu ngành của Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ nguồn lực tài chính và công nghệ, mạng lưới tri thức và chuyên gia cho cơ sở đào tạo và học viên cao học có điều kiện học tập, nghiên cứu đạt tầm quốc tế. Sau 2 năm triển khai, Quỹ VinIF đã ký kết 6 đề án đào tạo thạc sĩ liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học đầu ngành của Việt Nam, với mức kinh phí cho mỗi đề án là 2 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian 3 năm. Với sự thúc đẩy của VinIF thông qua chương trình này, hai ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã khẳng định là hướng đi đúng đắn trong việc xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Việt Nam, trở thành hai ngành mới trong danh mục đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Chính cái sự hợp tác tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo đã giúp cho cái việc là xây dựng cái đề án mở ngành đào tạo khoa học dữ liệu ở cái trình độ thạc sĩ của trường Đại học Quy Nhơn. Sau 4 năm đồng hành cùng các nhà khoa học trẻ, VinIF đã tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học Việt Nam. Thông qua các chương trình, VinIF đã thúc đẩy và xây dựng văn hóa nghiên cứu sáng tạo theo đúng chuẩn mực của quốc tế, kết nối những người đã nhận học bổng và xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trẻ với 1.000 thành viên của câu lạc bộ VinIF Alumni. Với tinh thần cống hiến, sáng tạo, hội nhập, VinIF kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng thế hệ các nhà khoa học trẻ cùng nhau kết nối, thực hiện các ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu, cùng phát triển và lan tỏa niềm đam mê khoa học tới cộng đồng.